Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thu hồi lại lời mời kết bạn trên Zalo. Tức là khi các bạn chúng ta gửi lời kết bạn tới người nào đó trên Zalo mà họ lại không chịu đồng ý kết bạn với chúng ta. Bây giờ chúng ta không muốn gửi nữa, chúng ta muốn thu hồi lại lời mời kết bạn đó. Thì các bạn chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ truy cập vào ứng dụng Zalo trên điện thoại. Rồi bây giờ tôi sẽ truy cập vào ứng dụng Zalo. Rồi sau khi vào Zalo rồi á, tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào danh bạn biểu tượng danh bạ á nó nằm phía dưới bên góc bên trái các bạn chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng hình người nó có dấu cộng ở trên rồi biểu tượng hình người có dấu cộng ở trên á nó nằm phía trên bên góc bên phải các bạn chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là lời mời các bạn đã gửi đó các bạn bấm vào thì lúc này á nó sẽ xuất hiện danh sách các bạn bè mà bạn đã gửi lời mời các bạn trước đó đó giải sử như ở đây này tôi đã gửi lời mời các bạn tới ba bạn như là phương kêu, bảo hoàng, lưu thận, minh phương mà họ lại không đồng ý kết bạn với tôi bây giờ tôi không muốn gửi nữa tôi muốn là thu hồi lại lời mời kết bạn thì ở đây này tôi sẽ bấm vào thu hồi đó giả sử như đây tôi muốn là thu hồi lại lời mời kết bạn đối với bạn và phương kêu thì tôi sẽ bấm vào thu hồi này thì lúc này á lời mời kết bạn nó sẽ được thu hồi lại rồi tương tự đối với bạn bảo hoàng cũng vậy bấm vào thu hồi đối với bạn là lưu thông bên phương của vậy bấm vào thu hồi thì lúc này á tôi đã thu hồi lại toàn bộ lời mời các bạn mà tôi đã gửi trước đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách thu hồi lại lời mời các bạn trên Zalo nếu thấy video hay hữu ích á thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cỡ ơn bạn đã theo dõi.